Chào các bạn đang xem video. Hôm nay mình sẽ khui hàng sản phẩm mình mua trên Shopee. Lần này là cái túi ngủ mùa đông. Tên sản phẩm đầy đủ là túi ngủ mùa đông Disfor, loại 1,5 kg là cân nặng của cái túi ngủ này đó các bạn. Màu sắc là màu cam, nó có hai màu, màu xanh dương màu cam. Rồi mình mua cái này là ở một cái shop Thế Giới Găng Tay ở Hà Nội nha các bạn. Giá sản phẩm mình mua là giá 360.000, mình có áp dụng mã giảm giá 40.000 thì còn lại là 320, mình đã thanh toán trước. Thì có nhiều shop bán với nhiều giá khác nhau, mình lựa được cái shop này thì nó có cái giá thì cũng không phải là rẻ nhất, nhưng mà cái lượt mua đánh giá tốt nhiều các bạn thì mình tin tưởng hơn. Với lại là shop này thì nó có tới hai phân loại, một là loại 1,5 kg, hai là loại 1 kg. Thì những nơi khác bán không có rõ ràng cái phần bao nhiêu ký các bạn, tức là cái vật liệu của nó làm thì nó sẽ khác nhau rồi đó, hoặc là cái kích cỡ. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp ra, không phải mở hộp, mình sẽ khui ra cho các bạn xem bên trong nha. Thì shop này đóng gói thì cũng đơn giản thôi, chỉ có túi ni lông màu đen bên ngoài. Này mình khui ra phải cẩn thận chứ không là có thể gây rách cái túi. Thì túi ngủ nó có nhiều loại lắm các bạn, có những loại thì giá chỉ chừng 100 mấy chục ngàn thôi, 120-130 ngàn thì vẫn có. Thì mình tìm mua cái sản phẩm nào nó chất lượng một tí, thì như cái này thì nó tới giống như giá bán trên shop là 360 ngàn, mình được giảm thì còn 320, miễn phí vận chuyển, là do mình áp dụng mã thôi. Ở đây là cái túi đựng ở phía ngoài các bạn, Disfor đây. Cái thương hiệu này thì mình thấy cũng rất là nhiều shop bán, 1,5 kg là size L. Cái này là nghĩa là hàng nội địa ở Trung Quốc thôi. Đây cái túi này thì các bạn gấp gọn lại mang nó cũng rất là gọn. Sẽ mở ra bên trong nha. Cái này mình cũng chưa sử dụng bao giờ nữa, là cái clip này thì mình cũng chỉ là mở hàng ra giống như những người bình thường mở thôi. Thì mình sẽ xem qua những cái thông số của nó nha. Cái này thì hình như là những cái thông số chiều cao hay là chất liệu vải gì đó, cân nặng là 250g trên 1m². Còn cái này là cái cân nặng thực của nó các bạn, để là 1,5 kg nhưng mà nó chỉ khoảng 1,4 kg trên lệch 50g thôi. Bên ngoài túi thì có thông số như vậy thôi. Ở đây có cái thông số này các bạn, kích cỡ đây nè, làm bằng vải polyester. Còn cái này size là cái chiều dài là 190cm, chiều ngang là 70cm. Cái này là những cái mức nhiệt độ mà các bạn có thể tham khảo thêm. Cái này mình không lành lắm. Đây là chiều ngang 1m, chiều rộng 1m90, còn chiều ngang là 75. Nãy giờ mình cũng chưa lấy ra được. Chắc là lấy ra phải làm như vậy nè các bạn mới dễ lấy. Rồi cái này shop đã giao đúng màu cho mình rồi. Túi mở ra rất là to các bạn. Cái này có phần bông ở trong á, rất là
Em cái này mở ra rất là chiếm diện tích cho nên mình sẽ mở sơ cho các bạn xem thôi. Túi ngủ này cũng rất là lớn, bề ngang tới 75 lận thì cũng lớn rồi các bạn, không phải như mấy cái loại mà 100 mấy chục ngàn đâu. Đây có cái logo của hãng ở đây. Cái phần này là cái phần đầu nằm. Ở đây thì có thể tháo ra để bung ra hai bên để các bạn nằm mà không phải đắp, thì dạng như là có thể nằm được hai người các bạn. Cái loại này thì có thể kết hợp với một cái túi ngủ khác để làm thành một cái túi ngủ lớn hơn mà hai người có thể chui vào được. Ở đây thì có thể tháo ra được hết. Mình cho các bạn xem cái chất liệu vải này. Cái này sờ thực tế thì mới biết được, chứ còn theo mình thì nó rất là êm. Túi này các bạn mang đi cắm trại hay là ngủ ở nhà cũng được nữa, mình nghĩ là nó rất là ấm luôn đó các bạn. Cái phần bông rất là dày. Chỗ này á là cái phần đầu à, cho nên là phần bông nó hơi nhiều hơn để làm chúng ta êm đầu giống như đang nằm gối vậy đó. Rồi thì sản phẩm thì chỉ có bao nhiêu đây thôi, thì mình cũng không có làm dài dòng clip. Mình làm clip này để cho các bạn có ý định mua thì có thể tham khảo trước. Link để mua sản phẩm này mình sẽ để vài link của nhiều shop khác nhau để các bạn xem và lựa chọn phù hợp với mình. Thì giá thì có thể thay đổi tùy lúc đó. Giống như là sau này các bạn cũng có thể mua rẻ hơn mình, hoặc là nó tăng giá thì phải mua mắc hơn thôi, cái đó là tùy lúc. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.